Nhưng mà ấn chữ F được không? Ừ nhưng mà ấn chữ F đi trời ơi. Chê chê chê. Tôi đội Cosmic là team nào? Đấy, giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Giải đấu của tấu hai team tổ chức vòng RO 16 và trận đấu giữa Cân Hết Người Già và Apex Winner. Cũng kinh. Cân Hết Người Già nó có Penny, Zack, Wani và Lunaric. Cho tới hiện tại thì đúng như dự đoán, Zacky làm tốt và Lunaric đang làm tốt hơn dự kiến. Penny vẫn đang NS, Penny vẫn đang NS, đề nghị lưu ý. Anh em phải hiểu ấy, là cái trận với mình, Aquasi với NS đến gần cuối mà vẫn không đánh nổi. Cúp trong lòng người hâm mộ đó. À thay rồi, đó sẽ là Geno. Nâng cấp real rồi. Wally đã chỉ cái